Ngày 3 tháng 10, Thành ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Ông Lê Minh Thế, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh chủ trì hội nghị. Tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được tiếp tục chú trọng an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. 7 trên 7 phường được công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong 9 tháng đầu năm 2023, thành phố đã kết nạp mới 148 đảng viên, đạt tỷ lệ 80%, xét tặng huy hiệu đảng cho 196 đảng viên ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan đơn vị, các đồng chí cấp ủy viên theo chức năng nhiệm vụ cần ra soát các nội dung theo chương trình kế hoạch công tác, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm để đôn đốc triển khai thực hiện. Mỗi tập thể cá nhân cần phát huy vai trò trách nhiệm, tính nêu gương cùng với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.